Long thần ở rể diệp thu. Trường 501 nắm đầu đánh sao. Nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ mọi người trong hội trường đều sợ đến ngây người. Bởi vì, cảnh tượng giống như lúc nãy Diệp Thu cùng Hắc Hổ lại xuất hiện. Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngoại trừ quần áo bị đánh chúng có hơi nhăn nhúm ra. Vẻ mặt của Diệp Thu cũng không hề có chút biến hóa nhỏ nào cả. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nên biết rằng đây chính là đòn liên hiệp giữa Tông Hùng cùng Đại sư Vàng. Cho dù là một bức tường thì khi bị chúng đòn đánh này của bọn họ cũng sẽ phải sụp đổ thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà, một người bằng xương bằng thịt như Diệp Thu lại không hề hấn gì cả. Còn có thể biến thái hơi nữa không đấy? Tông Hùng cùng Đại sư Vàng có vẻ như bị kinh sợ. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Thu trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hai anh đã hết sức chưa đấy, chưa đã ghiền thì có thể tiếp tục cù lét gãi ngứa cho tôi nào. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt đầy đùa cợt nhìn hai người bọn họ. Nghe thấy những lời này, Tông Hùng cùng đại sư vàng sắc mặt lập tức trở nên u ám. Điều này quả thực quả nhục nhã mà, hai người bọn họ đã xương bá ở đấu trường quyền anh ngầm này rất lâu rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Trong lúc nhất thời, Tông Hùng cùng Đại Sư Vàng đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Thu, như sắp phun ra lửa vậy. Hai người bọn họ cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp điều động khí lực toàn thân, công kích về phía Diệp Thu. Âm âm, hai người bọn họ lại huy động toàn lực ra đòn đánh vào người Diệp Thu một lần nữa. Tuy nhiên, Diệp Thu vẫn đứng đó không nhúc nhích, không hề tổn hại gì cả, có vẻ như không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Chuyện này làm cho biểu tình trên mặt bọn họ giống như nhìn thấy quỷ vậy. Tôi không tin. Tông Hùng cắn răng, trực tiếp tận lực tấn công về phía Diệp Thu. Đại sư vàng đi vòng qua sau lưng Diệp Thu, giống như điên cuồng mà công kích vậy. Hai người bọn họ hết chiều này đến chiều khác, đều phát huy toàn lực. Cứ như vậy, ước chừng qua 5 phút, Tông Hùng cùng Đại sư vàng đã đánh đến mệt đến bất động. Dù sao mỗi chiều bọn họ tung ra đều dùng toàn lực, cực kỳ tốn sức. Cho dù hai người có là đấu sĩ chuyên nghiệp, cũng không thể chịu đựng nổi thế nên bọn họ không thể không dừng lại khom người thở hổn hển mà nhìn lại diệp thu sau trận đánh cuồng bạo của hai người kia anh vẫn như cũ bình yên vô sự ai nấy ở đây đều chỉ biết ngu người nhìn con mẹ nó cũng qua biến thái đi mà có còn là người không vậy hả cho dù là sắt thép cũng không đến mức như vậy khoa trương nhất là diệp thu không chỉ có năng lực phòng ngự biến thái mà sức lực còn cực kỳ mạnh bạo nữa nhất định là một xe tăng hình người mà thế này còn đánh làm sao đây nắm đầu đánh sao nghĩ đến đây tất cả mọi người đều như hít phải khí lạnh mày mày rốt cuộc là quái vật gì vậy tạo đánh đến đau cả tay mà may lại không hề hấn gì cả tông hùng thở hổn hển vẫy vẫy hai tay vì điên cuồng công kích diệp thu mà đã đỏ bừng lên sắc mặt khó coi hỏi ông già đây sống lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng gặp người nào có năng lực phòng ngự mạnh như cậu hôm nay ông già đây phục đại sư vàng lắc đầu cười khổ nói nếu hai người đã đánh mệt vậy thì tới lượt tôi ra tay khóe miệng diệp thu hơi cong lên mặt đầy vẻ đùa cợt nói a à, đại sư vàng cùng tông hùng mặt mũi biến sắc vội vàng đồng thanh mở miệng nói chúng tôi đầu hàng cũng không được sao không được diệp thu cười lạnh lắc đầu sau đó trực tiếp xông lên trước a à, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang lên Đại sư vàng cùng tông hùng đều nằm trên mặt đất, mặt đầy thống khổ kêu thảm, đoán chừng nửa ngày cũng chưa đứng lên được ấy chứ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các khán giả đều không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào giờ phút này như thế nào nữa. Mà Diệp Thu ở trong tâm khảm của bọn họ, đã hoàn toàn không phải là một con người nữa rồi. Anh là quái vật, chính xác là quái vật. Chương 502 đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Người bình thường sao có thể như vậy được? biến thái đến loại trình độ này sao? Sợ rằng cũng chỉ có hai chữ quái vật mà thôi, điều đó mới có thể giải thích được vì sao Diệp Thu lại biến thái như vậy. Cử động cơ ở cổ, chỉnh đốn lại quần áo đã bị hai người kia làm nhau. Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía sát thần còn lại, nhàn nhạt hỏi anh còn muốn đánh nữa không? Ha ha ha! Tuy nhiên, sau khi nghe câu hỏi của anh, tên sát thần kia lại ngửa đầu cười phá lên. Rất buồn cười sao? Diệp Thu hít mắt lại, hỏi. Diệp Thu, đợi lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng chờ được mày rồi. Sát thần cười lạnh nói. Hu, Diệp Thu nhướng mày, như có điều suy nghĩ nói, xem ra, anh cũng không phải là người của đấu trường quyền anh ngầm này nhỉ. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người trong hội trường đều thoáng sửng sốt. Chẳng lẽ đó không phải là sát thần luôn toàn thắng của đấu trường quyền anh ngầm à? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người khóe miệng sát thần cong lên một nụ cười khát máu, lắc đầu nói, không không không, mày nói đúng, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Ố, Diệp Thu hít mắt lại. Tao đúng là không được xem hoàn toàn là người của đấu trường quyền anh ngầm này, bởi vì tao còn có một thân phận khác. Tạo tin rằng chắc hẳn mày cũng đã từng nghe nói qua. Sát thần nói tới đây, ánh mắt nhất thời cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh ta cười lạnh lùng nói, cái tên thất quái Giang Nam, mày chắc cũng không xa lạ chứ. Tao là lão tam trong đó. Thất quái Giang Nam, ánh sáng trong mắt Diệp Thu chợt lóe lên. Cái tên này anh đương nhiên cũng không hề xa lạ gì. Bởi vì trước kia, lão thất của Thất quái Giang Nam đã từng mưu đồ động thủ với Lâm Thanh Nhã, còn đặc biệt ra chỉ thị tổ chức Thanh Long nhỏ ở Giang Bắc ra tay bắt cóc Lâm Thanh Nhã. Kết quả cuối cùng bị Diệp Thu phá hư kế hoạch, mà lão thất kia cũng bị Diệp Thu giết chết. Sau đó, Mặc dù thất quái Giang Nam đã cho đường chủ Ngô của Thanh Long tới cảnh cáo, nhưng rồi anh ta cũng hoàn toàn im bặt tâm tích. Điều khiến Diệp Thu không ngờ tới là hôm nay lại gặp được người của thất quái Giang Nam đây. Vào giờ phút này, đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, đem những thông tin trước mắt này nhanh chóng liên kết với nhau. Nên biết rằng, hôm nay sở dĩ anh tới đây là vì nhận được tin tức hành tung của huyết bức bị bại lộ. Hơn nữa trong lòng anh cũng rất rõ ràng đây là tổ chức đứng sau lưng huyết bức, đã bày ra cái bẫy ở phòng thí nghiệm số 7. Nhưng bây giờ, nơi này lại xuất hiện người của tổ chức thất quái Giang Nam. Vậy điều này xem như không hề bình thường. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nói cách khác, thất quái Giang Nam cùng phòng thí nghiệm số 7 chắc chắn có liên quan tới nhau. Nghĩ tới đây, Diệp Thu hít mắt lại, ngay sau đó nhìn sát thần, nhàn nhạt hỏi tin tức về hành tung của huyết bức bị bại lộ, hẳn là do các anh thả ra đúng chứ? Anh ta là do người của tổ chức ra tay cứu à? Hoặc có thể nói, các anh chung một tổ chức. Ha ha ha! Sát thần ngửa đầu đắc ý cười to, sau đó nhìn Diệp Thu, mặt đầy tán thưởng nói, không thể không nói. Diệp Thu, mày thật sự rất thông minh, khó trách lão thất cùng huyết bước đều liên tiếp thất bại trong tay của mày. Chỉ là tao nghĩ không ra, nếu mày đã thông minh như vậy, biết rõ hôm nay là một cái bẫy, nhưng vì sao mày vẫn ngoan ngoãn muốn đưa tới cửa chứ? Mày không sợ chết sao? Tất cả những cái bẫy được tạo ra căn bản đều dựa vào thực lực, cho dù mưu đồ của các anh có kỹ càng đến đâu đi nữa, thực lực vẫn chưa đủ thì cũng không thể làm gì được tôi đâu. Diệp Thu thản nhiên nó. Trường 503 anh lo lắng bọn họ đã gặp nguy hiểm gì đó. Nghe thấy những lời này. Đầu tiên sát thần hơi ngẩn ra, sau đó ngửa đầu cười châm chọc ha ha ha. Diệp Thu à, mày đúng là muốn chọc cười tạo mà thực lực của bọn tao chưa đủ sao nói như vậy là mày đặc biệt có lòng tin với thực lực của mình à ít nhất anh cũng không làm gì được tôi khóe miệng diệp thu khẽ cong lên mỉm cười ô vậy sao đã như vậy nói tới đây ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt sát thần ngay sau đó anh ta trực tiếp phó hai tay trong nháy mắt một đám đàn ông mặc trang phục màu đen che mặt vọt ra sau cánh cửa sắt mà lúc nãy năm người bọn sát thần đi vào. Mỗi người bọn họ đều tỏa ra sát khí dày đặc trên người, vừa nhìn đã biết là sát thủ nhà nghề. Mà trong đó có ba bóng đen ẩn chứa sát khí trên người mãnh liệt hơn so với những người còn lại, đứng sau sát thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn là lão tứ, lão ngũ, cùng lão lục của thất quái giang. Nam, xem ra lần này, thất quái giang Nam bày ra kế hoạch mai phục này ngoại trừ lão đại và lão nhị, đám người còn lại đều đã xuất đầu lộ diện. Thấy cảnh tượng này, Diệp Thu chợt hít mắt lại, cười lạnh nói thật đúng là một trận chiến lớn quá nhỉ. Biết sợ chưa, tin tưởng tôi, dám đối đầu với thất quái Giang Nam, đây sẽ là hành động ngu xuẩn nhất cuộc đời này của mày. Sát thần cười lạnh nói. Ồ, phải không? Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười bông đùa, sau đó nhìn sát thần, nhàn nhạt hỏi, bây giờ tôi chỉ muốn biết. Hàn Tiêu Tiêu có ở trên tay các anh không? Mày nói nữ cảnh sát kia sao? Ở còn ở đây, là một cô gái kiên cường khí khái nhỉ. Đợi sau khi tiến mày lên đường, tạo sẽ sai người đưa cô ta lên đường bồi mày. Sát thần cười lạnh nói. Nếu đã nói như vậy, thì tôi yên tâm rồi. Diệp Thu mỉm cười gật đầu. Dù sao từ lúc anh đi vào đến bây giờ, vẫn không hề thấy bóng dáng của đám người Hàn Tiêu Tiêu. Anh lo lắng bọn họ đã gặp nguy hiểm gì đó. Tuy nhiên bây giờ, nếu đã ở trong tay sát thần. Điều này cũng làm cho tảng đá trong lòng anh đã hoàn toàn được đặt xuống. Đúng vậy, mày có thể yên tâm lên đường rồi. Sát thần nở một nụ cười tàn nhẫn, sau đó ngoắc tay với đám sát thủ nhà nghề đứng ở sau lưng kia, chỉ vào Diệp Thu, hung hãn nói, "Lên cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết cậu ta." Theo lời sát thần vừa nói ra, một đám sát thủ nhà nghề, bao gồm cả ba sát thủ đứng đầu lão tứ, lão ngũ và lão lục đều như một tổ ong ùa về phía diệp thu nếu là người bình thường giờ phút này chắc chắn đã sợ đến sòn đái ra quần rồi dù sao đây cũng là một đám sát thủ nhà nghề cơ mà sát thủ nhà nghề là thế nào huấn luận bình thường của bọn họ chính là giết người cho nên một khi bọn họ đã xuất chiều thì đó sẽ là sát chiều có thể thấy bọn họ mạnh hơn những tay đấu sĩ vừa rồi rất nhiều nhưng mà đối với lần này sắc mặt diệp thu vẫn bình thản đứng tại chỗ không nhúc nhích trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm hay biến hóa nào cả thấy cảnh tượng này sát thần còn tưởng rằng diệp thu đã bị đội hình cường đại của mình bên này dọa cho sợ choáng váng khóe miệng cong lên một nụ cười đầy khinh bỉ anh ta thấy diệp thu chắc chắn sẽ thành một cổ thi thể mà thôi vì vậy anh ta trực tiếp quay người sang khinh miệt nói thầm trong miệng tất cả đều kết thúc thôi nói xong anh ta liền xoay người đi về phía cửa sắt để ra ngoài. Tuy nhiên, anh ta vừa mới đi tới cánh cửa. Ngay tại lúc này, mọi người trong hội trường đột nhiên kêu to lên. Điều này làm cho bước chân của sát thần hơi chậm lại, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía sau. Vừa nhìn một cái, sát thần đã sợ đến ngay cả người. Chương 504 là người mà anh ta tuyệt đối không thể đối phó nổi. Bởi vì, đám sát thủ nhà nghề vừa rồi mới xông lên bao gồm cả ba sát thủ đứng đầu là lão tử lão ngũ lão lục tất cả đều nằm trên mặt đất không còn hơi thở mà diệp thu vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ nhìn thấy cảnh tượng này sát thần trực tiếp ngu người nên biết rằng đây chính là một đám sát thủ nhà nghề bao gồm ba sát thủ cao cấp liên hiệp lại với nhau nhưng cũng không thể nào tổn hại đến diệp thu dù chỉ một chút điều này thực sự quá sức tưởng tượng mà mày mày đến tột cùng là ai trong ánh mắt sát thần đầy dẫy sự kinh hoàng cắn răng hỏi anh còn chưa đủ tư cách để biết đâu khóe miệng diệp thu cong lên một nụ cười đầy lạnh lùng ngay sau đó trực tiếp hóa thành một bóng đen vọt về phía sát thần còn chưa kịp đợi sát thần phản ứng lại diệp thu đã tới trước mặt sát thần sắc mặt sát thần đại biến vừa định chuẩn bị xuất thủ công kích diệp thu diệp thu trực tiếp tung một cú đấm vào lồng ngực của sát thần phốc sát thần phun ra một ngụm máu đen bay ra ngoài tại chỗ rơi mạnh xuống đất mà giờ phút này hơi thở trên người anh ta đã yếu ớt tới cực điểm hiển nhiên diệp thu chỉ tung một cú đấm đã lập tức khiến anh ta trọng thương không còn năng lực phản kháng lại điều này khiến gương mặt của sát thần hiện đầy vẻ kinh hoàng cho tới giờ khác này anh ta mới biết được thực lực của diệp thu kinh khủng đến nhường nào là người mà anh ta tuyệt đối không thể đối phó nổi mà ngay lúc này diệp thu đi về phía trước một tay nắm lấy cổ áo của sát thần xách anh ta từ dưới đất lên lạnh lùng nói nhóm người hàn tiêu tiêu ở đâu diệp thu không ngờ thực lực của mày lại mạnh như vậy đấy sắc mặt sát thần nhợt nhạt nói bớt nói nhảm trả lời vấn đề của tôi audio điện tử võ tấn bền diệp thu lạnh giọng nói cho dù tao không trả lời mày cũng không dám giết tao khóe miệng sát thần đột nhiên cong lên một nụ cười nhạt đầy vẻ đắc ý. Ồ, Diệp Thu hít mắt lại. Mày biết không, lúc mày chạy tới nơi này của bọn tao, lão đại của thất quái giang nam chúng tao cũng đã chạy tới chỗ của vợ mày rồi. Không có mày bảo vệ, tạo đoán vợ mày bây giờ chắc hẳn đã rơi vào tay của lão đại bọn tao rồi. Sát thần cười lạnh nói. Sắc mặt của Diệp Thu lập tức trầm xuống, áp lực nặng nề tỏa ra từ cơ thể anh nhất là ánh mắt của diệp thu vào thời khắc này trong đó ẩn chứa sát khí khiến sát thần có cảm giác không rét mà run rõ ràng diệp thu đang thật sự nổi giận nhưng diệp thu càng tức giận sát thần lại càng hưng phấn anh ta ngửa đầu đắc ý cười to ha 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 diệp thu à bây giờ mày rất tức giận đúng không cho dù mày có năng lực siêu mạnh thì sao chứ bây giờ vợ mày vẫn phải lâm vào nguy hiểm nếu như mày dám động đến một cọng tóc của tao vậy thì vợ mày sẽ chết chắc đấy vậy sao diệp thu hít mắt lại ánh mắt nhìn về phía sát thần càng trở nên bất thiện mày không phải thật sự muốn giết tao đấy chứ tao cảnh cáo mày nếu như tao không sống để trở lại vậy thì mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được vợ của mày nữa rồi sắc mặt sát thần biến đổi ngoài mạnh trong yếu hét lên vợ của diệp thu tao lại để cho loại kiến hội như mày muốn chạm vào là có thể sao diệp thu lạnh giọng nói vừa dứt lời anh đã trực tiếp vặn cổ sát thần. Sát thần cho đến trước khi chết, trên mặt vẫn hiện biểu cảm không dám tin tưởng. Bởi vì anh ta không hiểu, rõ ràng thất quái Giang Nam đã bắt được cái xương sườn mềm của Diệp Thu, nhưng vì sao Diệp Thu lại còn dám giết chết mình cơ chứ? Tuy nhiên sát thần không biết rằng, trước mặt người, chương 505, anh đừng có mà tỏ vẻ ngạo mán như vậy. Những âm mưu quỷ kế kia của bọn họ, căn bản không còn một kích, Diệp Thu có thể xem như là vua của thế giới ngầm, sao có thể bị bọn họ uy hiếp dễ dàng vậy chứ? Đúng là cực kỳ buồn cười. Ngay sau đó, Diệp Thu trực tiếp ném thi thể của sát thần lên mặt đất. Mà ngay lúc này, Âu Dương Hạo cũng chạy từ bên ngoài vào. Diệp Thu phân phó anh ta tiếp tục tìm đám người Hàn Tiêu Tiêu. Dù sao giờ phút này, sát thần hay người của thất quái Giang Nam đã bị anh tiêu diệt toàn bộ rồi. Chuyện còn lại giao cho Âu Dương Hạo giải quyết là được anh trực tiếp xông ra khỏi đấu trường quyền anh ngầm, vọt lên xe thể thao lái về nhà. Hãn Hải Lam Thành, biệt thự của Lâm Thanh Nhã, phòng khách tầng 1. Giờ phút này, Lâm Thanh Nhã đang ngồi trên ghế sofa, mà ngồi đối diện với cô lúc này là một người đàn ông đầu trọc đang ở chân. Trên lồng ngực của anh ta có xăm hình một con chó sói đang há mồm đầy máu. Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là nhân vật đứng đầu thất quái giang nam, Tàn Lang vào nửa giờ trước, tàn lang xông vào biệt thự, dùng súng lục khống chế Lâm Thanh Nhã. mà giờ khắc này, anh ta đang ngồi đối diện với Lâm Thanh Nhã, trong tay vẫn cầm theo súng lục, họng súng đen nhánh thẳng tắp hướng về phía cô. cho dù bình thường Lâm Thanh Nhã rất bình tĩnh trước mọi việc, nhưng giờ phút này, gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn toát lên vẻ sợ hãi, trái tim đập mạnh không ngừng. tuy nhiên so ra, Lâm Thanh Nhã đã coi như đủ bình tĩnh, đổi thành người phụ nữ khác bị một người đàn ông cầm súng chỉ vào như vậy, thế nào cũng sẽ sợ hãi đến ngất đi. Rốt cuộc anh là ai? Lâm Thanh nhã nhìn tàn lang ngồi ở đối diện mình, hít vào một hơi thật sâu, hỏi. Đợi lát nữa cô sẽ biết thôi. Tàn lang cười lạnh một tiếng, cũng không nói ra thân phận của mình. Tại sao anh lại hạ thủ với tôi? Chẳng lẽ anh muốn đối địch với tập đoàn Lâm Thị và cả nhà họ Lâm sao? Lâm Thanh nhã hít mắt lại, lạnh giọng hỏi. Người đẹp à, không phải tôi muốn đả kích cô, mà cái cô gọi là nhà họ Lâm, còn có tập đoàn Lâm thì kia, ở trong mắt tôi chỉ là chuyện chọc cười thôi, biết chưa? Tàn lang mặt đầy khinh miệt nói. Lời này của anh ta ngược lại cũng không hề khoác lát. Ngoài tổ chức thất quái Giang Nam, sau lưng anh ta còn có chỗ dựa rất lớn. Mà nhà họ Lâm, cùng lắm chỉ là một gia tộc nhỏ ở C, ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không tính. Làm sao có thể lọt vào mắt của tàn lang cơ chứ? anh đừng có mà tỏ vẻ ngạo mạn như vậy lâm thanh nhã nhíu mày lại quá khen quá khen ngạo mạn vẫn luôn là danh từ dành cho tôi tàn lang cười đắc ý sau đó quan sát lâm thanh nhã từ đầu đến chân một phen rồi cười lạnh nói ngược lại cô ấy à đúng là không hổ danh tổng tài mỹ nữ của tập đoàn lâm thị gặp phải loại chuyện này mà vẫn bình tĩnh như vậy nếu là người phụ nữ khác chỉ sợ đã sớm bị đánh ngất đi rồi khó trách diệp thu lại quan tâm đến cô như vậy diệp thu lâm thanh nhã thoáng sửng sốt nghi ngờ nói chuyện này thì liên quan gì đến anh ấy cô sẽ biết ngay thôi khóe miệng tàn lang cong lên một nụ cười mang đầy vẻ đùa cợt lâm thanh nhã nhíu mày lại chẳng lẽ người trước mắt này tới là vì diệp thu sao diệp thu chọc phải một người giữ tợn như vậy từ bao giờ vậy chứ ầm uhm, mà ngay lúc này cửa biệt thự bị người từ bên ngoài đạp mạnh ra diệp thu từ bên ngoài đi vào sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Nhã vẫn còn lành lặn không hề hấn gì ngồi trên sofa ở phòng khách, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ánh mắt anh liền rơi vào người tàn lang ngồi phía đối diện. Trong mắt anh lóe lên tia sáng đầy lạnh lẽo. Diệp Thu anh mau chạy đi, người này tới vì anh đấy, anh đừng tới đây, mau trốn ra ngoài báo cảnh sát thôi. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã biến đối, vội vàng hô to về phía Diệp Thu. chương 506 tuy nhiên, tất cả đều đã muộn. Không sao đâu, anh tới đây là để cứu em." Diệp Thu khẽ mỉm cười, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vừa ung dung vừa bình tĩnh. Lâm Thanh Nhã chính là tất cả của anh. Lúc này trên đường trở về nhà, anh phóng một cách điên cuồng, lo lắng Lâm Thanh Nhã sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên xem ra bây giờ Lâm Thanh Nhã đã bình yên vô sự. Điều này khiến anh yên tâm phần nào, trực tiếp đi vào phòng khách. Anh lâm thanh nhã thấy vậy đội con người xinh đẹp ngập tràn kinh ngạc bởi vì người đàn ông trong phòng khách này đang cầm súng trong tay cho dù là một tổng giám đốc kinh nghiệm của tập đoàn như cô thì trong lòng cũng không khỏi hoảng loạn nhưng diệp thu lại rất bình thản lãnh đạm chuyện này thật sự quá khó tin mà chẳng lẽ thân phận của diệp thu thật sự có vấn đề sao trong lúc nhất thời lâm thanh nhã cũng rơi vào trầm tư diệp thu đang chuẩn bị đi tới bên cạnh lâm thanh nhã tàn lang đột nhiên mở chốt súng lục ra ngón tay đặt trên cò súng cười lạnh nói đứng im đó đừng đi về phía trước nữa nếu không tạo không ngại đưa vợ mày lên đường đâu nghe thấy vậy diệp thu dừng lại tại chỗ thản nhiên nói lão đại của thất quái giang nam đúng không có chuyện gì cứ nhằm vào tao đi đừng làm khó một người phụ nữ như vậy ôi chao diệp thu à không ngờ mày còn thật đàn ông đấy nhỉ tàn lang cười lạnh mặt đầy đùa cợt nói có gì đâu cũng không giống như mày ở sau lưng người khác bày ra những âm mưu quỷ kế này trực tiếp tìm tao là được rồi còn làm nhiều chuyện màu mè dẫn tạo tới đấu trường quyền anh ngầm rồi lại vòng một vòng lớn như thế để làm gì diệp thu cười lạnh châm chọc nói mày đã tới đấu trường quyền anh ngầm sao tàn lang thoáng ngẩn ra mặt đầy kinh ngạc hỏi đã như vậy sao mày có thể trở về đây được đám tôm tép mày an bài mà cũng muốn giữ tạo ở lại đó à có phải hơi mơ mộng quá rồi không diệp thu liếc mắt nhìn tàn lang cười lạnh châm chọc nói chuyện này sao có thể được sát thần lão tam của thất quái giang nam chúng tạo cùng ba sát thủ cấp cao đầy năng lực kia chẳng lẽ đều không phải là đối thủ của mày sắc mặt tàn lang biến đổi sau đó lại nghĩ tới chuyện gì đó vội vàng hô lớn ra ngoài cửa biệt thự lão nhị bây giờ cậu ở đâu rồi nhanh vào đây đừng gọi nữa mày nói người đàn ông cao gầy đứng bên ngoài biệt thự kia ấy à anh ta đã bị tôi giải quyết rồi diệp thu cười lạnh nói sao có thể như vậy được sắc mặt tàn lang lập tức thay đổi trong nháy mắt sao lại không được cơ chứ diệp thu cười lạnh khóe miệng cong lên một nụ cười đầy chế nhạo được 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 lắm diệp thu à trước khi tới quả nhiên là tao đã đánh giá thấp mày rồi không ngờ bản lĩnh của mày lại lớn như thế đã như vậy hôm nay đúng sai thế nào tao cũng phải giết chết mày trong mắt tàn lang lóe lên sát ý sau đó trực tiếp đối đầu súng nhắm về phía diệp thu nhanh chóng bóp cò cẩn thận lâm thanh nhã sợ hãi cực độ vội vàng lên tiếng nhắc nhở diệp thu tuy nhiên tất cả đều đã muộn ầm uhm. họng súng đen nhánh phọt ra ánh lửa viên đạn nhanh chóng bắn tới diệp thu thấy vậy khóe miệng tàn lang cong lên một nụ cười dữ tợn. Bởi vì anh ta cảm thấy, cho dù năng lực Diệp Thu có mạnh hơn đi nữa, thì trong khoảng cách ngắn như vậy, cũng không thể nào tránh thoát khỏi viên đạn này được. chương 507, bây giờ anh còn muốn nói gì nữa không? Tuy nhiên, trong khoảnh khắc viên đạn bắn vào người Diệp Thu đó, khóe miệng Diệp Thu lại cong lên một nụ cười nhạt đầy coi thường, ngay sau đó trực tiếp đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy viên đạn cảnh tượng này, trực tiếp làm Tàn Lang cùng Lâm Thanh Nhã nhìn đến ngây người. Tay không tiếp đạn ư? Mẹ kiếp đây là quái vật đấy à? Đúng là có thể so với siêu nhân mà. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ khiếp sợ ra, đã không còn ngôn ngữ nào để hình dung được tâm trạng của hai người họ vào giờ phút này. Lâm Thanh Nhã dường như đã thấy ở đâu đó rồi, cô chăm chú nhìn Diệp. Thu, bởi vì cô phát hiện hôm nay mình mới xem như được diện kiến con người thật của Diệp Thu những gì trước kia chỉ là diệp thu ngụy trang ở trước mặt cô mà thôi mày đến tột cùng là ai tàn lang cắn răng trợn mắt nhìn diệp thu trầm giọng hỏi nếu mày muốn biết đến như vậy thế thì hôm nay tao sẽ để cho mày biết trước khi chết vậy diệp thu cười lạnh sau đó từ trong túi mình móc ra một chiếc nhẫn ném đến trước mặt tàn lang chiếc nhẫn màu đỏ sẫm mặt trên là hình đầu lâu đang há miệng không nhìn ra được là nó được làm bằng vật liệu gì Tuy nhiên, sau khi tàn lang nhìn thấy chiếc nhẫn này, sắc mặt anh ta lập tức đại biến, sợ đến mức muốn tẻ ra quần. Nhẫn thánh, thánh vương. Giờ phút này, giọng nói của TV cũng trở nên run rẩy, trên mặt đầy biểu cảm hoảng sợ. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở cái di nhỏ này, lại có thể thấy được thứ này. Bởi vì chỉ có những người ở thế giới ngầm mới hiểu được chiếc nhẫn này đại diện cho điều gì. Trên toàn bộ thế giới này nhẫn thánh vương chỉ có ba cái. Ba nhẫn thánh vương này đại diện cho địa vị có quyền lực cao nhất. Ba người sở hữu chiếc nhẫn thánh vương này đều là những nhân vật siêu cấp vô địch có năng lực cực kỳ mạnh. Ba người này đều là thánh vương ở thế giới ngầm. Bọn họ chia ra thành ba bang phái, chỉ hỗ trợ chứ không tranh đấu nhau. Người dám mạo phạm tới bọn họ, kể cả có thế lực lớn đến thế nào, cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, biến mất khỏi thế gian này trong chớp mắt. Cho nên, rõi mắt trên toàn bộ thế giới ngầm, người dám đối nghịch với thánh vương chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. mà giờ khắc này, diệp thu lại lấy ra nhẫn thánh vương. điều này chẳng phải nói rõ anh chính là một trong ba thánh vương của thế giới ngầm kia sao? nên biết rằng nhẫn thánh vương căn bản không thể nào làm giả được. cho dù có thể bắt chước theo hình dáng bên ngoài, cũng không có cách nào bắt chước được khí tức mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. mà chiếc nhẫn thánh vương diệp thu lấy ra lại ẩn chứa sát khí trong đó cho dù tàn lang có là lão đại của các sát thủ cũng phải có cảm giác rợn cả tóc gáy không rét mà run ba thánh vương này mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng dựa vào sát khí kinh dị ẩn chứa trong ba chiếc nhẫn thánh vương của diệp thu là có thể thấy tàn lang cũng đã suy đoán ra người ở trước mặt mình đây chắc hẳn chính là tử thần trong ba thánh vương trong khoảnh khắc này Tàn Lang chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, sợ hãi đến ngay cả dũng khí đối mặt với Diệp Thu cũng không có. Bây giờ anh còn muốn nói gì nữa không? Diệp Thu cười lạnh hỏi. "Không, không có, có thể chết trong tay của anh là vinh dự lớn nhất của tôi." Chương 508 vậy thì cô thật sự quá ngu ngốc rồi. Tàn Lang nuốt nước bọt, run rẩy nói. "Vậy tự mình hiểu đi, đừng để tôi phải động thủ." Diệp Thu nhàn nhạt nói. Được, được à." Tàn Lang gật đầu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thanh Nhã, lấy họng súng nhắm ngay đầu mình. Nhưng ngay tại thời điểm Lâm Thanh Nhã cho rằng anh ta sẽ tự kết liễu. "Mình." Tàn Lang lại nở một nụ cười lạnh lùng, cắn răng nói, "Người ta nói không thể trêu chọc vào Thánh Vương, nhưng hôm nay tao cũng không tin, đi chết đi cho tao." Nói xong, Tàn Lang đổi đầu súng, vừa định nổ súng bắn vào Diệp Thu. Tuy nhiên, diệp thu đã sớm dự liệu được anh lắc người tiến đến hai ngón tay khép lại trực tiếp đâm vào đỉnh đầu của tàn lang hai mắt tàn lang trở nên vô thần cả người cứng đờ lại sau đó liền chết không nhắm mắt mà khi diệp thu rút hai ngón tay mình ra khỏi đỉnh đầu của tàn lang thì ngay cả một chút máu cũng không thấy dính chỉ thấy ở sau ót của tàn lang có một lỗ máu kinh người sót lại thôi thấy vậy lâm thanh nhã nhất thời sự ngây người qua thật lâu mới định thần lại mặt đầy vẻ không dám tin tưởng nhìn diệp thu hỏi đến tột cùng anh là ai thân phận của anh căn bản không hề đơn giản như trước kia anh vẫn nói đúng không nếu bây giờ cô còn cho rằng diệp thu chỉ là một anh chàng nghèo kiết xác như trước nữa vậy thì cô thật sự quá ngu ngốc rồi diệp thu chậm rãi đi lên trước ngồi xuống bên người lâm thanh nhã mỉm cười nói thật xin lỗi vợ trước đây vì một vài nguyên nhân mà anh phải giấu giếm thân phận của mình nhưng xin em tin tưởng anh Tất cả những chuyện anh làm đều là vì em, không hề có ác ý gì cả. Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Lâm Thanh Nhã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Thu, vội vàng hỏi. Dĩ nhiên, chỉ cần em nguyện ý nghe, anh đều có thể nói cho em. Chỉ cần sau chuyện này em không trách, không giận anh nhé. Diệp Thu gật đầu nói. Anh phải thẳng thắn rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, không giấu giếm tôi nữa. Nếu không tôi sẽ lập tức tức giận cả đời này cũng không muốn gặp lại anh nữa. Lâm Thanh Nhã liếc mắt nhìn Diệp Thu, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, nói đi, anh rốt cuộc là ai vậy, từ đâu tới, ở rể nhà họ Lâm nhằm mục đích gì vậy hả? Đây là một câu chuyện rất rất dài, nơi này vừa mới có người chết, không thích hợp nói những chuyện này ở đây lắm. Chúng ta đến phòng của em rồi từ từ nói, được không? Diệp Thu mỉm cười nói. Nghe vậy, Lâm Thanh nhã liếc mắt nhìn tàn lang, cơ thể mềm mại không khỏi sợ hãi run lên quả thật tướng chết của tàn lang tương đối kinh khủng vì vậy cô bèn gật đầu đồng ý nói được rồi chúng ta đi thôi thấy vậy diệp thu khẽ mỉm cười đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của lâm thanh nhã lâm thanh nhà thoáng ngẩn ra mặt hơi đỏ lên nhưng cũng không phản kháng lại cứ như vậy diệp thu nắm tay lâm thanh nhã dắt đi hai người giống như một đôi tình nhân lần đầu tiên hẹn hò vậy cùng nhau đi tới phòng ngủ ở lầu 2. Audio điện tử võ tấn bền Hết chuyện long thần ở rể diệp thu, tác giả cơn lốc màu cam